bệnh gan trên tôm luôn là vấn đề được người nuôi quan tâm trong suốt quá trình nuôi tôm. Gan tôm khỏe thì tôm sẽ khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay bệnh gan trên tôm đang rất phổ biến trong các khu vực nuôi tôm từ giai đoạn 10 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi. Vậy nguyên nhân gây bệnh gan trên tôm là do đâu? Đầu tiên là do tạo độc phát triển mạnh trong ao nuôi, chúng tiết ra những độc tố gây ra bệnh hoại tử gan tụy. Thứ hai là nhiệt độ tăng cao sẽ kích hoạt các phản ứng hóa học ở tầng dưới đáy ao để tạo khí độc H2SO4, khi đó trong nước có thể sản sinh ra virus gây bệnh bằng gan và bệnh gan tụy ở tôm. Thứ ba do môi trường ao nuôi xấu, tồn dư nhiều chất hữu cơ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển, xâm nhập hệ thống gan của tôm gây bệnh cho tôm. Thứ tư, trong ao có vi khuẩn Vibrio, vi khuẩn này xâm nhập cơ thể tôm qua đường tiêu hóa, tồn tại và phát triển mạnh trong đường ruột tôm. Hy vọng những chia sẻ ở video sẽ giúp ích cho bà con, chúc bà con nuôi tôm thành công.